có hay không Tổng Trọng dở chứng để trái lệnh Thiên Triều trước ngày tưởng niệm 50 năm Hải chiến Hoàng Sa 19 tháng 1 năm 1974, dư luận mạng xã hội đã thất vọng và cằn nhằn rằng vì sao truyền thông nhà nước không mảy may nhắc đến sự kiện đau lòng này. Nhưng giới quan sát và công luận bất ngờ khi sau ngày kỷ niệm kể trên một ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức nêu quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc ngang nhiên dùng vũ lực chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Bộ Ngoại giao của Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa năm 74. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 20 tháng 1 đã đưa tin với tiêu đề Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa năm 1974. Bản tin của báo Tuổi Trẻ cho biết ngày 20 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Phạm Thị Thu Hằng tuyên bố như sau: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ thứ 17, phù hợp với luật pháp quốc tế và được các nhà nước kế tiếp nhau của Việt Nam thực hiện một cách hòa bình, liên tục, công khai. Đồng thời, bà Phạm Thị Thu Hằng nhấn mạnh, các hành động sử dụng vũ lực không thể tạo ra danh nghĩa chủ quyền, cũng như không thể làm thay đổi thực sự, sự thật rằng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam. Đáng chú ý, theo giới quan sát, truyền thông nhà nước Việt Nam đã sử dụng cụm từ Trung Quốc ngang nhiên dùng vũ lực chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Trong đó, báo chí sử dụng cụm từ chiếm đoạt là một từ có hàm ý tố cáo mạnh mẽ so với cưỡng chiếm hay đánh chiếm thường được dùng trước đây. Nhưng từ chiếm đoạt cũng có thể hiện cho thấy sự vô trách nhiệm cũng như sự thông đồng của những người cộng sản miền Bắc Việt Nam trước, trong và sau sự kiện Hoàng Sa. Cụ thể, tại cuộc đối thoại với các nhà khoa học Việt Nam vào sáng ngày 17 tháng 5 năm 2014 khi đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra một tuyên bố vô trách nhiệm khi cho rằng Hoàng Sa là của Việt Nam, Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm Hoàng Sa và nhất định chúng ta phải đòi lại. Đời tôi, đời các bạn chưa đòi được thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục đòi lại. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, tờ báo Dân Việt vào ngày 8 tháng 12 năm 2015 cũng có bài viết Tổng Bí thư, nếu đụng độ trên biển, ta cũng ngồi đây được không? Theo tờ báo Dân Việt, sáng ngày 8 tháng 12 năm 2014, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với các đại biểu Quốc hội tại Hà Nội tổ chức bầu cử số 1 đã có cuộc gặp tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Nội để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 vừa diễn ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có quả trả lời xanh dần vấn đề Biển Đông như thách thức cử tri cả nước. Ông nói, nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào? Chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được hay không? Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc mới đây đã trả lời đài Á Châu Tự Do khi được hỏi, nếu Việt Nam kiện Trung Quốc giữa tòa án quốc tế thì tài liệu về chủ quyền của Việt Nam có đứng vững về mặt công pháp quốc tế hay không? Ông Phúc cho biết như sau. Nói về mặt lịch sử, Việt Nam có đầy đủ thư tịch, có đầy đủ các văn kiện của các nước nhà nước phong kiến trước đây, cũng như thời kỳ quản lý quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng khi giao tản quốc tế, người ta sẽ xét trên những điều kiện thực tế. Ông Đinh Kim Phúc cho biết thêm, nếu Việt Nam không có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh về chủ quyền của mình dựa trên công pháp quốc tế, thì e rằng dù Trung Quốc có đồng ý ra tòa thì chưa chắc Việt Nam có thể thắng kiện. Mà đã kiện vào chủ quyền lãnh thổ không thắng thì đồng nghĩa với thua. Như vậy, chỉ có mất trắng. Các chuyên gia về Biển Đông đều đồng thuận ý kiến nêu trên của ông Đinh Kim Phúc và thống nhất rằng một trở ngại khiến Việt Nam không kiện Trung Quốc hoặc có kiện thì rồi cũng chắc chắn thua bởi công hàm Phạm Văn Đồng vẫn là một khúc xương khó gọng nhất trong bộ hồ sơ chủ quyền của Việt Nam. Ông Bộ trưởng Tô Lâm bên phải và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên. Việc Bộ Ngoại giao Việt Nam sau một ngày so với kỷ niệm 50 năm Hải chiến Hoàng Sa mới lên tiếng cho thấy đây là một tuyên bố hoàn toàn bất thường, vào thời điểm hết sức xít sao và dường như không có sự chuẩn bị trước. Điều đó có liên quan gì đến vị thế và quyền lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay hay không? Trong lúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lâu nay vẫn bị đánh giá là một phần tử thân Bắc Kinh và do Bắc Kinh dựng lên cũng như giật dây. Theo giới phân tích, một khả năng có thể đó là ông Tổng Trọng năm nay đã bước sang tuổi 80, tuổi cao sức yếu đã hết giá trị sử dụng. Việc Trung Quốc công khai ủng hộ
để Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thay thế ông Trọng có thể khiến ông Tổng Bí thư phật ý và đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao có những phản ứng tới mức bất nước đổ đi, không bao giờ lấy đẩy trở lại. Và thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời chính xác hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin có hay không Tổng Trọng dở chứng để trái lệnh thiên triều. Công an bắn dê bản án hay trò hề. Hôm 19 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã kết án vụ ba công an bắn dê của dân từ 7 đến 8 tháng tù. Mức án bị cho là quá nhẹ so với những vụ người dân bị tù tới 7 năm vì ăn trộm có một con vịt hay con gà trống. Người dân, nhất là nông dân, không khỏi thắc mắc khi giá trị hai con dê bị bắn chết gấp khoảng 30 lần so với một con vịt. Nhưng mức án đối với cán bộ nhẹ hơn tới 10 lần so với người dân thấp cổ bé họng. Đó là chưa kể những tình tiết tăng hạng nặng của ba công an là sử dụng vũ khí phạm tội trong khu vực cấm săn bắn. Có ý kiến cho rằng xét xử như thế này là nhạo báng pháp luật, họ là cán bộ thi hành pháp luật thì phải làm gương cho nhân dân. Mức án 7-8 tháng tù này có thể hai trong số ba công an bắn dê của dân sẽ được tự do ngay sau khi tòa tuyên án. Người còn lại chỉ phải thụ án thêm một thời gian ngắn thì cũng sẽ được tự do. Phiên xử đã cho được báo chí trong nước đồng loạt đăng tải. Trang VTC điện tử có bài đăng về sự kiện này trên trang Facebook thu được tới gần 300 bình luận. Tuy nhiên, người đọc chỉ xem được vẻn vẹn có 6 bình luận. Những bình luận khác xem như đã bị ẩn đi. Giống với những phản ứng mạnh mẽ khi vụ án xảy ra vào hồi tháng 6 năm 2023, cộng đồng mạng đang nóng về mức độ của vụ án này. Dưới đây là bình luận của họ trên một diễn đàn công khai có gần 1 triệu thành viên. Long Bế Văn thì nêu ra rằng, vào năm 2023, chắc Bộ Công an phải ghi nhiều kỷ lục Guinness về cảnh sát vi phạm từ cướp ngân hàng, bắn nhầm chim thành dê, bắt cóc trẻ em tống tiền. Phải chăng 6 lời dạy của Bác Hồ với lực lượng công an nhân dân chỉ là khẩu hiệu với cán bộ, cảnh sát, bản án, chỉ xử cho qua chuyện, quan thì xử theo lệ, dân cứ nghiêm theo luật mà xử, như các ông vẫn đang làm. Dân sai thì dân chịu trách nhiệm trước pháp luật, chúng ta sai thì chúng ta xin lỗi trước dân. Vậy thì 7 đến 8 tháng là quá nặng với các chiến sĩ rồi, đứng ra xin lỗi là được rồi, là phát biểu của ông Nghi Nguyễn. Bạn Nguyễn Bình thì nói rằng rõ ràng là trộm cắp theo nhóm, sử dụng vũ khí, ăn trộm dê của dân, là người thực thi pháp luật nhưng còn cố tình phạm luật là xử vài tháng cho có lệ. Pháp luật có phải công bằng chứ, không chỉ dành cho dân. Bạn Đặng Văn Thắng thì viết như sau, đúng luật chỉ có dành cho dân. Thứ nhất là người thực thi pháp luật và sử dụng vũ khí quân dụng sai mục đích. Thứ hai là đi ăn trộm từ 1 đến người trở lên, cụ thể là 3 người, khép vào tội ăn trộm có tổ chức. Thứ ba là tăng chứng vật chứng ăn cắp là con dê, chả nhẽ con dê không được 2 triệu. Kết luận, mỗi người đi tù 7 đến 8 tháng, chấm hết, đúng phim hài. Vụ việc xảy ra vào tháng 6 năm 2023, khi đó, báo chí trong nước đã lớn tiếng chỉ trích hành vi của ba công an này. VTC trong bài đăng hôm 30 tháng 6 năm 2023 viết, việc ba cựu cán bộ công an bắn nhầm dê của nhà dân là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, về quy tắc ứng xử. Báo này dẫn lời một quan chức công an của thành phố Hà Nội rằng, đây là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức lối sống, tư cách về quy tắc ứng xử trong bối cảnh lực lượng công an đang tăng cường đẩy mạnh việc siết chặt kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong nhân dân. Quan chức này còn nói tiếp, xử lý nghiêm minh, quyết liệt, quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh với mọi hành vi phạm vi phạm, không có vùng cấm, không bao che. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo.de với bản tin Công an bắn dê, bản án hay trò hề. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.